Bấy giờ, cụ Thọ Khánh Hỷ thầm nghĩ, nay để tự biểu lộ tài biện bác của mình, trời Đế Thích đã giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, khen ngợi công đức thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, phải chăng là nhờ sức oai thần của Như Lai? Trời Đế Thích liền biết tâm niệm của Khánh Hỷ mới thưa, đại đức, việc tôi giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, việc tôi khen ngợi công đức thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa đều là nhờ sức oai thần của Như Lai. Khi ấy Thế Tôn bảo Khánh Hỷ, đúng vậy, nay trời Đế Thích giảng nói khen ngợi công đức thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết việc đó đều là sức oai thần của Như Lai, chẳng phải là tài biện bác của ông ấy. Vì sao? Vì công đức thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nhất định chẳng phải là pháp mà tất cả thế gian trời người Atula có thể biết được, nói được. Khánh Hỷ nên biết khi Đại Bồ Tát nào học tập suy nghĩ tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tất cả ác ma trong 3.000 đại thiên thế giới đều sanh nghi ngờ và nghĩ, không biết Đại Bồ Tát này làm vậy là để chứng đắc thật tế, lui lại giữ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ Đề, hay để hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, các ác ma rất khổ não, thân tâm đau đớn như bị trúng tên độc. Lại nữa Khánh Hỷ, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì các ác ma đến chỗ vị ấy hóa ra đủ lại việc đáng sợ, vì muốn làm thân tâm Bồ Tát kinh sợ, mê muội, đánh mất tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có ý thối lui đối với việc tu hành cho đến phát sanh một ý niệm rối loạn gây chướng ngại sự chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đó là ước nguyện sâu kín của ác ma ấy. Bấy giờ Khánh Hỷ liền thưa Phật, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các vị Đại Bồ Tát đều bị ác ma làm não loạn, hay là có người bị não loạn, có người không bị não loạn? Phật bảo Khánh Hỷ, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng phải các vị Đại Bồ Tát đều bị ác ma làm não loạn, mà là có người bị não loạn, có người không bị não loạn. Cụ Thọ Khánh Hỷ lại bạch Phật, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, những vị Đại Bồ Tát nào bị ma não loạn, và những vị Đại Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà không bị ma não loạn? Phật bảo Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào vào đời trước khi nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này không tin hiểu, khinh chê, hủy báng, thì lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, Đại Bồ Tát ấy bị ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào vào đời trước, lúc nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này tin hiểu, khen ngợi, không hủy báng, thì lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát ấy không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào vào đời trước, khi nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, liền nghi ngờ do dự là có hay không, là thật hay giả, thì khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, Đại Bồ Tát này bị ác ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào vào đời trước, khi nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, mà tâm của vị ấy không sanh nghi ngờ do dự, và tin chắc là có thật, thì khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, Đại Bồ Tát ấy không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào xa lìa thiện tri thức, bị lệ thuộc vào bạn ác, không được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Do không nghe nên không thể hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì không hiểu rõ nên không thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì không tu tập nên không thể thưa hỏi về Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do không thưa hỏi nên không thể thực hành như pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do không thực hành như pháp nên không thể chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Và lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, Đại Bồ Tát này bị ác ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào gần gũi bạn lành, không bị lệ thuộc vào bạn ác, được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, nhờ được nghe nên liền hiểu rõ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do hiểu rõ nên liền có thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhờ tu tập nên có thể thưa hỏi về Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhờ thưa hỏi nên có thể thực hành như pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì thực hành như pháp nên có thể chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Và lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, Đại Bồ Tát ấy không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào xa lìa bát nhã ba la mật đa, khen ngợi và lệ thuộc vào pháp không chơn chánh vi diệu, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát này bị ác ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào gần gũi bát nhã ba la mật đa, không khen ngợi, không lệ thuộc vào pháp chẳng chân chánh vi diệu, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát này không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào xa lìa bát nhã ba la mật đa, khinh chê hủy báng pháp chân chánh vi diệu, lúc ấy ác ma liền nghĩ: nay ta làm bạn với Bồ Tát này, vì người ấy hủy báng pháp chân chánh vi diệu, nên liền có vô số chúng sanh trụ nơi Bồ Tát thừa cũng hủy báng pháp chân chánh vi diệu. Vì lý do này, ta nguyện làm viên mãn. Giả sử các chúng sanh thuộc Bồ Tát thừa này riêng năng tu các pháp lành, nhưng rơi vào địa vị thanh văn độc giác, đồng thời làm cho người khác bị rơi theo, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát ấy bị ác ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào gần gũi bát nhã ba la mật đa, khen ngợi tin nhận pháp chân chánh vi diệu, lại làm cho vô số chúng sanh trụ nơi Bồ Tát thừa cũng khen ngợi tin tưởng pháp chân chánh vi diệu, vì thế ác ma buồn rầu kinh sợ. Giả sử các chúng sanh thuộc Bồ Tát thừa này không siêng năng tu các pháp lành, mà cũng quyết định không làm cho mình và người khác rơi trở lại địa vị thanh văn độc giác, và chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát ấy không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, lúc nghe giảng kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào nói như vậy: bát nhã ba la mật đa này nghĩa lý sâu xa, khó thấy khó hiểu, thì giảng nói lắng nghe thọ trì đọc tụng, tư duy siêng năng tu tập biên chép truyền bá kinh này để làm gì? Ta còn không thể hiểu thấu đáo kinh này, huống gì những người phước mỏng trí cạn. Và nghe người ấy nói, vô số chúng sanh đang theo Bồ Tát thừa đều kinh sợ, liền thối lui tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, rơi vào địa vị nhị thừa, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát này bị ác ma làm não loạn. Khi nghe giảng bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nói như vậy: bát nhã ba la mật đa này có nghĩa lý sâu xa, khó thấy khó hiểu, nếu không giảng bày lắng nghe thọ trì đọc tụng, tư duy siêng năng tu tập ghi chép truyền bá mà có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì không có việc ấy. Lúc ấy có vô số chúng sanh đang theo Bồ Tát, nghe lời người ấy nói họ rất vui mừng và thưởng thích lắng nghe thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, siêng năng tu hành, giảng nói cho người khác nghe, ghi chép truyền bá để hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát ấy không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào ỷ vào công đức căn lành của mình, khinh chê các vị Đại Bồ Tát khác và nói: ta có thể tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, còn các ngươi không thể. Ta có thể an trụ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, còn các ngươi không thể. Ta có thể an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, còn các ngươi không thể. Ta có thể an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, còn các ngươi không thể. Ta có thể trang nghiêm cõi Phật, giáo hóa hữu tình, còn các ngươi không thể. Ta có thể quán các chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, còn các ngươi không thể. Ta có thể quán tự tướng, cộng tướng, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu tập pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, còn các ngươi không thể. Ta có thể tu tập tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, còn các ngươi không thể. Khi ấy ác ma vui mừng tột độ nói: Đại Bồ Tát này là bạn của ta, chưa biết lúc nào mới thoát khỏi sinh tử luân hồi. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát này bị ác ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào không ỷ vào công đức căn lành của mình khinh chê các Đại Bồ Tát khác, tuy thường siêng năng tu các pháp lành nhưng không chấp trước vào tướng các pháp lành, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát ấy không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào ỷ tên họ mình được mọi người biết nên khinh chê các Bồ Tát tu thiện khác, thường ca ngợi đức hạnh của mình và chê bai lỗi lầm của người khác, thật không có các hành trạng tướng của Đại Bồ Tát bất thối chuyển, mà cho là thật có, phát sanh các phiền não khen mình chê người, nói các ông không có danh hiệu của Bồ Tát, chỉ riêng tôi là có danh hiệu của Bồ Tát. Do tâm tăng thượng mạng, vị ấy khinh chê hủy báng các vị Đại Bồ Tát khác. Sau khi thấy việc ấy, ác ma liền nghĩ: Hôm nay Bồ Tát này làm cho cung điện trong nước ta không bị trống không, làm tăng thêm cõi địa ngục xúc sanh ngạ quỷ. Khi ấy ác ma dùng thần lực giúp cho người ấy tăng thêm oai thế tài năng. Do đó nhiều người tin tưởng lời nói của người ấy. Vì vậy người ấy khuyến khích họ cùng phát sanh ác kiến. Sau khi có cùng ác kiến rồi, họ liền theo người ấy học tà pháp. Sau khi học tà pháp, phiền não càng tăng thêm. Do tâm điên đảo, các nghiệp phát sanh từ thân khẩu ý của họ đều có thể chiêu cảm quả khổ suy tổn không đáng ưa thích. Vì lý do này, cảnh giới địa ngục ngạ quỷ xúc sanh được tăng thêm, cung điện cõi nước của ma đầy rẫy. Do đó ác ma vui mừng tột độ và làm mọi việc một cách tự tại theo ý. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát này bị ác ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào không ỷ mình có danh hiệu hư vọng nên không khinh chê các Bồ Tát tu thiện khác, không phát sanh tăng thượng mạng đối với công đức của mình, thường không tự khen mình cũng chẳng chê người khác, và có thể biết rõ các việc của ác ma, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát đó không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào chê bai hủy báng đấu tranh với người cầu thanh văn độc giác thừa, làm cho ác ma thấy việc đó liền nghĩ: Này Đại Bồ Tát này, xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, gần gũi cảnh giới địa ngục xúc sanh ngạ quỷ. Vì sao? Vì chê bai hủy báng đấu tranh lẫn nhau chẳng phải là đạo Bồ Đề, chỉ là những con đường hiểm ác địa ngục ngạ quỷ xúc sanh. Sau khi suy nghĩ xong, ác ma vui mừng cực độ, làm cho oai lực của Bồ Tát này tăng thêm, khiến cho vô số người tăng thêm nghiệp ác. Thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát này bị ác ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào không chê bai hủy báng đấu tranh với người cầu thanh văn độc giác, tìm cách dẫn dắt làm cho họ hướng về Đại Thừa, hoặc làm cho họ siêng năng tu pháp này của hệ mình, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát đó không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào cùng với Bồ Tát cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhẫn nhục nhu hòa đấu tranh chê bai bài báng lẫn nhau, thấy việc này ác ma liền nghĩ: Hai Bồ Tát này đều xa lìa trí nhất thiết trí mà họ mong cầu, đều gần các đường hiểm ác địa ngục xúc sanh ngạ quỷ Atula. Vì sao? Vì việc đấu tranh chê bai hủy báng lẫn nhau chẳng phải là đạo Bồ Đề, mà chỉ là con đường hiểm ác hướng đến địa ngục xúc sanh ngạ quỷ Atula. Sau khi nghĩ điều này, ác ma vui mừng tột độ, làm tăng thêm oai thế của họ, khiến cho hai nhóm đó đấu tranh không dứt. Thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát này bị ác ma làm não loạn. Đại Bồ Tát nào không cùng với các Bồ Tát cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đấu tranh phỉ báng khinh chê lẫn nhau, mà chỉ khuyên gian thúc đẩy lẫn nhau tu hạnh thủ thắng để mau hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát này không bị ác ma làm não loạn. Lại nữa Khánh Hỷ, Đại Bồ Tát nào chưa được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại sanh tâm giận hờn, đấu tranh khinh chê nhục mạ, phỉ báng các Đại Bồ Tát đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tùy theo Đại Bồ Tát này đã phát sanh bao nhiêu tâm niệm không tốt đẹp, thì bị mất bấy nhiêu kiếp đã từng tu các hạnh thù thắng, trải qua bấy nhiêu thời gian xa lìa bạn lành, lại nhận bấy nhiêu sự trói buộc sanh tử. Nếu không xả bỏ tâm Đại Bồ Đề, thì phải trải qua bấy nhiêu kiếp mặc áo giáp nhẫn nại, siêng năng tu thắng hạnh không ngừng nghỉ, sau đó mới bù đắp lại công đức đã bị mất. Bấy giờ Khánh Hỷ bạch Thế Tôn: Đại Bồ Tát ấy phát sanh tâm ác, mắc tội khổ sanh tử, phải trôi lang suốt bấy nhiêu kiếp, hay ở giữa chừng cũng có thể ra khỏi. Đại Bồ Tát này đã thối lui thắng hại, cần phải siêng năng bấy nhiêu kiếp, sau đó mới phục hồi lại công đức, hay ở giữa chừng cũng có thể phục hồi được. Phật bảo Khánh Hỷ: Vì Bồ Tát độc giác thanh văn, ta nói có xuất tội và bù đắp lại pháp lành. Khánh Hỷ nên biết, Đại Bồ Tát nào chưa được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà sanh hờn giận, đấu tranh, khinh chê, nhục mạ, hủy báng, về sau không có hổ thẹn, ôm lòng ác không bỏ, không chịu phát đồ sám hối đúng pháp, thì ta nói các hạng ấy ở giữa chừng không thể hết tội và không phục hồi pháp lành lại được. Người ấy phải lưu truyền sanh tử trong bấy nhiêu kiếp, xa lìa bạn lành, bị khổ não trói buộc. Nếu không xả bỏ tâm đại Bồ Đề thì họ phải trải qua bấy nhiêu kiếp, mặc áo giáp nhẫn nại, siêng tu thắng hạnh, không có gián đoạn, sau đó mới có thể phục hồi lại công đức đã mất. Nếu Đại Bồ Tát chưa được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại sanh giận hờn, đấu tranh, khinh chê, nhục mạ, phỉ báng các vị Đại Bồ Tát đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, về sau người ấy hổ thẹn, không còn bị lệ thuộc vào việc ác, tìm cách phát lồ sám hối như pháp và nghĩ: Ta đã được thân người là thứ khó được, vì sao lại phát sanh tội ác như vậy, làm mất đi lợi ích lớn? Ta cần phải làm lợi ích cho tất cả hữu tình, chớ sao lại làm tổn hại họ. Ta cần phải cung kính tất cả hữu tình như bề tôi thờ chủ, chớ sao lại kiêu ngạo, nhục mạ, khinh chê, lấn lướt họ. Ta cần phải chịu đựng cho tất cả hữu tình đánh đập của trách, chớ sao lại dùng thân miệng bạo ác để báo đáp họ. Ta phải hòa giải tất cả hữu tình, giúp họ thương yêu, kính trọng lẫn nhau, chớ sao lại nói lời bạo ác, tranh đấu với họ. Ta phải chịu đựng cho tất cả hữu tình dẫm đạp trong một thời gian dài, giống như đường xá hoặc như cầu cống, chớ sao lại lấn lướt nhục mạ họ. Ta cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề là vì muốn vớt hữu tình ra khỏi nỗi sanh tử to lớn, giúp họ đạt được niết bàn hoàn toàn an lạc, chớ sao lại làm họ thêm đau khổ. Từ nay về sau, ta phải như người ngu, như câm, như điếc, như đui, không sanh tâm phân biệt đối với các hữu tình. Giả sử bị chém đứt đầu, chân tay, cánh tay, bị móc mắt, xẻo tai, cắt mũi, hớt lưỡi và tất cả các phần khác của thân thể, ta quyết không gây ác đối với các hữu tình ấy. Nếu ta gây ác thì liền hư mất tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã phát sanh, làm chướng ngại trí nhất thiết trí mà ta mong cầu, không thể làm cho hữu tình được lợi ích an lạc. Khánh Hỷ nên biết, Đại Bồ Tát này theo ta có thể hết tội và phục hồi công đức ở giữa chừng, chẳng cần phải trải qua bấy nhiêu kiếp trôi lang sanh tử. Người ấy không bị ác ma làm não lạ và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa Khánh Hỷ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân sống theo Bồ Tát thừa không nên giao thiệp với người cầu quả thanh văn độc giác. Giả sử giao thiệp với họ thì không được cùng với họ ở chung, giả sử ở chung với họ thì không nên cùng họ luận bàn quyết định. Vì sao? Vì nếu luận bàn quyết định với họ thì hoặc là ta sẽ sanh tâm giận dữ, hoặc là nói lời thô ác. Nhưng đối với các hữu tình, các Bồ Tát không nên tức giận hoặc nói lời thô ác. Giả sử bị cắt chặt đầu, chân và các phần của thân, ta cũng không nên nổi giận và nói lời hung ác. Vì sao? Vì các vị Đại Bồ Tát nên nghĩ, ta cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề là để cứu hữu tình thoát khỏi nỗi khổ sanh tử, làm cho được hoàn toàn lợi ích an lạc, chứ đâu phải để tạo việc ác đối với họ. Khánh Hỷ nên biết, Đại Bồ Tát nào giận dữ nói lời thô ác đối với các loài hữu tình thì liền chướng ngại quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và phá hoại vô số pháp hành của Bồ Tát. Vì vậy, Bồ Tát nào muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì không nên giận dữ và nói lời thô ác đối với các hữu tình. Cụ thọ Khánh Hỷ thưa: Bạch Đức Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát cùng với các Đại Bồ Tát sống chung thế nào? Phật bảo Khánh Hỷ, các vị Đại Bồ Tát phải coi các vị Đại Bồ Tát sống chung với mình giống như đại sư. Vì sao? Vì khi chăm sóc lẫn nhau, các Bồ Tát này nên nghĩ, họ đều là thiện tri thức chân chánh của ta, làm bạn với ta, cùng ta cưỡi chung một thuyền, cùng học một nơi, một lúc và một pháp. Lý do học cũng giống nhau, như người kia nên học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, ta cũng nên học pháp ấy. nhưng người kia nên học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, ta cũng nên học pháp ấy. Nhưng người kia nên học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, ta cũng nên học. Như người kia nên học thánh đế khổ tập diệt đạo, ta cũng nên học. Như người kia nên học 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, ta cũng nên học. Như người kia nên học 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, ta cũng nên học. Như người kia nên học 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, ta cũng nên học. Như người kia nên học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, ta cũng nên học. Như người kia nên học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, ta cũng nên học. Như người kia nên học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, ta cũng nên học. Như người kia nên học 5 loại mắt, 6 phép thần thông, ta cũng nên học. Như người kia nên học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, ta cũng nên học. Như người kia nên học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, ta cũng nên học. Như người kia nên học giáo hóa hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, ta cũng nên học. Như người kia nên học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ta cũng nên học. Bồ Tát này cũng nên nghĩ, các Bồ Tát ấy nói đạo Đại Bồ Đề cho chúng ta nghe, tức là bạn lành của ta, cũng là đạo sư của ta. Nếu Đại Bồ Tát ấy ở trong ý nghĩ tạp nhiễm xa lìa ý nghĩa tương ưng với trí nhất thiết trí, ta sẽ không cùng họ học thứ đó. Nếu Bồ Tát ấy xa lìa ý nghĩ tạp nhiễm, không lìa ý nghĩ tương ưng trí nhất thiết trí, ta sẽ cùng họ học ở trong đó. Thánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát có thể học như vậy, thì tư lương Bồ Đề mau chóng được viên mãn. Lúc học như vậy, Đại Bồ Tát được gọi là đồng học với các vị Đại Bồ Tát.